Xin chào. Chúng ta chơi bảy nhé. A beauty contest, cuộc thi sắc đẹp đấy ạ. A beauty pageant is a competition between people. Ở đây chúng ta có giới từ on, nhìn thấy không ạ? Vâng. Vậy chúng ta sẽ dùng to be based on. Câu 1 đáp án sẽ là be boy nhé. Vâng. Regard. Regard thì sẽ là coi như, ví dụ regard as. Coi cái gì đó như, coi ai như cái gì đó. Tiếp theo câu số 2, sau can chúng ta cần một động từ phải không? Và động từ đây chúng ta sẽ là a, trace. Trace tức là lần theo dấu vết. Trace, lần theo dấu vết. Explain, giải thích. Pass, pass qua có một cấu trúc như sau. Pass to somebody, truyền cho ai đó. Nhá. Truyền, ví dụ mình cầm cuốn sách mình truyền cho người, từ người A sang người B chẳng hạn. Ok, share, giới từ with, chia sẻ. Ok, rồi. Tiếp tục câu số 3 là gì đây? Đáp án sẽ là C nhá. Vâng. Words rename. Rename đặt, được đặt tên lại. Đúng không ạ? Rồi. 34 của chúng à, câu 4 của chúng ta sẽ là đi đó. International Beauty Contest, à, cuộc thi vẻ đẹp quốc gia. Cuộc thi người đẹp đúng không ạ? Vâng. Không nên có gì cả. Câu số 5 nào của chúng ta sẽ là B-boy. Vâng. Participate in có nghĩa là gì ạ? Là tham gia vào. Nhá. Thế còn ở đây chúng ta phải có từ đi ạ. Từ đi này, chúng ta có từ involve. Involve đi với giới từ gì? In. Người ta dịch là liên quan đến. Tiếp tục câu số 6. Đáp án của chúng ta sẽ là A. Vâng, A. Vâng. A contestant must be a celibate or single. Celibate but có nghĩa là chưa kết hôn. Tức là gì? Vẫn là single, vẫn là độc thân nhá. Rồi. Tiếp tục là câu 37 đoạn của chúng ta sẽ là C. À, câu 7 của chúng ta sẽ là C. À, be qualified, tức là gì ạ? Phải được đào tạo, phải được học. Được chưa ạ? Câu số 8 của chúng ta sẽ là represent. Represent có nghĩa là thể hiện. Thể hiện cái contest, cái cuộc thi của họ như là một cái sự kiện. Thế giới rất là quan trọng, đúng không? Vâng, vậy câu 8 sẽ là như là sẽ là gì? C, S. Câu 9 của chúng ta sẽ là trong văn cảnh này chúng ta dịch là tuy nhiên, B nhá. Rồi, câu 10 chúng ta có từ gì ạ? Consider to be. Vâng. Consider somebody something to be. Thì đây sẽ là tính từ. Và tính từ của chúng ta sẽ là agreeable. Tức là gì ạ? Một cái sự kiện giải trí rất quan trọng mà làm sao? Tức là gì ạ? Tuy nhiên vẫn nhiều người khác thì vẫn coi cái cuộc thi sắc đẹp vẫn được coi như là một cái sự kiện giải trí mà không quan trọng. Cách nói rất hay các bạn này. Of no great importance. Tức là it is not important. Nhá. Nào các bạn nghĩ chúng mình có số từ ở trong bài này. Ở đây chúng ta có từ gì đấy? Remarkable. Remarkable, đáng chú ý, nổi bật. Thế còn từ besides mà có S này, không phải dịch là bên cạnh nhá, mà dịch là ngoài ra. Thấy chưa? Ngoài ra. Còn từ nào không nhỉ? Hết rồi. Rồi, ok. Xin chào các bạn nhé.